phim Ai của Trấn Thành phát hành tại Bắc Mỹ và châu Âu. Sau kỷ lục hơn 500 tỷ đồng doanh thu trong nước, Trấn Thành mang phim Mai trình chiếu ở các nước Mỹ, Canada và một số quốc gia châu Âu như Cộng hòa Séc, Đức. Trấn Thành tự hào đứa con tinh thần của mình là phim Việt đầu tiên công chiếu ở hai châu lục trong cùng một ngày. Mai sẽ chiếu rạp ở hơn 100 khu vực thuộc các thị trường nói trên. Trong số 3 phim Trấn Thành đạo diễn, đây là tác phẩm được phát hành ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ nhất.